đâu anh nhỉ? Wow. Thấy rồi. Từ từ đã, ta phát hiện cái này. Lớp sọc chua, im à. Thằng đâu? Ui, cái gì đấy? Ui, lợn à? Bắt được con lợn sọc chua. Ui, sao? Ui, ngon. Có lợi không? Có đấy. Sao tối hôm nay có thấy gì đâu? Con này ăn no rồi, chạy chạy. Ui, anh ấy đâu? Ui, ui, ui. Ui, thơm lắm. Ui, không, tao có ăn trộm đâu. Nhiệm mệnh chưa? Cho mày một... Không, nhiệm mệnh chưa? Này, cho mày một nửa. Một nửa thế à? Thì chậm một nửa đây. Không, để đó. Kia này không công bằng. Đợi đây em một tí. Đưa đây. Để em chia cho công bằng. Cho mày đem cân ra đây. Cân đến đây là phải xanh chín. Ừ, anh ta bên này. Để em ấy. Để em chia cho công bằng. Ê. Thì bên đây nhiều hơn tao ở bên này. Bỏ ra. Bên này nhiều. Bên này nhiều. Nhiều hơn đấy. Đây. Bên này nhiều hơn tao ở bên này. Nhiều hơn để đây. Để làm gì? Thế mày không lấy à? Mày tao lấy cất. No, 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 no. Thank you.
Cái gì? Kiếm tiền chứ cái gì? Kiếm tiền á? Ừ. Đây. Lại. Mà thôi. Mà thôi cái gì? Là chơi. Thôi. Chơi là đoán đồ vật đấy. Xem cái nào mà đấy, ví dụ như cái này này. Là thì anh đoán được chúng đi anh sẽ được tiền. Nói thử đi xem nào. Cá độ không? Đó. Này, đưa tiền đây, nếu mà chơi cái này, hôm nay tao phải lấy lại những gì đó. Không, cái này thử thôi. Đấy. Chưa, đụp đây. Chơi thế nào? 20 một ván. 20 hả? Ừ. Chơi to hơn được không? Được. Chưa. Thằng này không biết nó giở trò gì không nhỉ. Nhưng mà chơi thế này thì bây giờ mình chơi bắt đầu 20. Mà giả dụ có mất, phát xong mình chơi 40. Mất thì phát xong mình chơi hẳn 100. Tỷ lệ của mình ăn rất là cao. Mà mắt mình nhìn thì lại rất là tinh. Hôm nay phải lấy lại những gì là mất cũng được. Rồi, gấp. Nào, chơi. Chơi luôn. Bao nhiêu tiền? Nào, chơi đi, 20. Đâu, từ từ. Xem lại đã. Rồi. Rồi, ok, 20. Ê, chết. Lại được không? Không để ý. Là ý gì? Không, chơi. Quên mất. Ừ, được. Coi như bắt đầu xanh chín. Nào? Không cần nhìn xanh chín luôn. Nào, tao chọn là... Trái bên phải, trái bên trái. Tao phải chọn phải đấy cơ. Tập vòng, vòng tay, vòng tay. Đưa bên này. Bên này. Đây. Rồi, ta chung. Này. Đại sở thiên. Bắt đây là... 50. 50 cái gì? À, bắt đây là hên thôi. Nào, cái chai đi. Bắt đây 50. Cái nào, cái nào? Rồi. Bắt đây tao sẽ đấy. Nhanh tay nhanh mắt. Nào, ok. Ok, nào. Nào, cái nào? Ê, bắt chưa? Em đi học trong sông qua. Nào, 70%. Này, 90%. Cái này có đâu. Đây này. Nó thua bao nhiêu rồi? Anh Trung. Tao để đánh 100. Ok. Đánh hẳn 120. 120 chứ. Tao được 120 là tao lại 50. Ok. Ok. Rồi luôn. Nào. Đâu nha. Đâu cái nào? Đâu cái nào? Bên nào nhỉ? Bên này. Rồi ok. Chắc chắn rồi. Thôi. Tao phải đưa tiền 100. Nào cứ đánh. Đưa tiền đấy. Ờ. Này. Tốt tay. Mẹ. À, quên. Bên trái. Trời. What the hell? Đây này. Em xin nha. Bây giờ tiền nhận gì? Cho mày, ta thua bao nhiêu nhỉ? 109 à? Cho mày 200 đi. Đôi. 109 á. 109. Cho mày 200. Lại còn đẩy mày lại cơ. Cho mày 200. Được thua 6:30 à? Chuẩn đấy nhá. Chuẩn. Chuẩn em đốt ở nhà đấy. Được. Phát đây. Rồi mở đi. À, nhưng mà 6:30 đấy mà không trả mãi phải trả 300 đấy. Cái gì? Trả thế à? Không thì đưa đây. Cắt cổ à? Chẳng thế à? Đúng anh thì quay được cái này. Mà hên thôi. Nào. Nào. Đấy, từ từ ta đã biết cái nào đâu mà ta nhìn. Chỉ cái này đi con. Ờ, nào. Rồi. Nhận không? Tức là nhận không? Tao 200 thôi, 400, phát lại chơi 400. Thấy không? Ok. Thật, tay bên này chắc chắn bên này 100.000 luôn. Cho anh đoán lại. Cho đoán lại, vẫn bên này mày đi lừa thì có đoán chắc chắn. Cho anh chắc chắn vẫn được. Cả một cái điện thoại đấy.
đây, bên này đi. Bên này không thể vào sai. Mày cười. Không. Này, không vậy. Tao còn việc. Chị, à? Thì em lấy điện thoại. Em lấy điện thoại. Em lấy điện thoại.